Vậy giờ mình đây phó. Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Bây giờ các bạn muốn mình đốt pháo bông trong nhà nào? Nhà đó rồi đó. Đốt nhà chắc cháy nhà đó. Đốt ngoài đây thôi hen. Đốt ngoài đó đi anh, nhà tôi trống rồi, không có duyên điện. Đốt cái chỗ này nè. Đốt ngoài đây nha, cháy. Đốt ngoài đây anh. Ngay chỗ trống đó đó. Ok. Đốt cái chỗ trống đó nè. Vậy hả? Ok.